Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuỗi video Kem Trăng Tiền kể chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện đầy cảm xúc và kỷ niệm đẹp về Kem Trăng Tiền, một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của nhiều người, đặc biệt là những ai đã từng gắn bó với Hà Nội. Chào quý vị, hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của chị Mai Phương Nga, hiện đang sinh sống tại thành phố Sơn La, về những kỷ niệm đẹp của chị với Kem Trăng Tiền. Chị Nga chia sẻ, nhớ lại những ngày thơ ấu, tôi luôn mơ ước một lần được đi Hà Nội chơi, nhưng chưa bao giờ có dịp. Một ngày nọ, khi bố trở về nhà sau giờ làm việc, ông mang theo một tin vui bất ngờ. Cơ quan bố có tổ chức một chuyến tham quan Hà Nội cho cán bộ công nhân viên và bố sẽ lái xe cho chuyến đi đó. Nhờ vậy, tôi mới có suất ăn theo. Cả nhà háo hức bàn bạc về chuyến đi. Mẹ chuẩn bị cẩn thận từng bộ quần áo ấm, bố kiểm tra kỹ lưỡng xe cộ, và tôi thì không thể ngừng nghỉ về chuyến đi sắp tới. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày mùa đông, buổi sáng sớm lúc xe khởi hành trời khá lạnh. Tôi mặc một chiếc áo len cổ lò màu xanh nước biển, háo hức cùng bố lên đường. Nhưng thời tiết xứ Bắc vốn vô cùng đồng đảnh, sáng lạnh vậy mà đến trưa thì lại nắng rát. Hồi đó xe cổ chưa có máy điều hòa không khí như bây giờ. Tôi toát mồ hôi trong lớp áo quá dày và cha ôi là mệt, là khát nước, thèm lắm được ăn một thứ gì đó mát lạnh. Trên xe, không khí rất vui vẻ. Các chú, các bác trong cơ quan của bố đều nói chuyện rôm rả. Cháu gái lần đầu đi Hà Nội phải không? Một bác ngồi cạnh hỏi. Dạ vâng, cháu vui lắm à. Tôi đáp. Lần đầu đi, nhớ ghé thăm Hồ Gươm và ăn kem Tràng Tiền nhé. Kem ở đó ngon lắm. Một chú khác góp lời. Đúng rồi, hồi nhỏ bà cũng được bố mẹ đưa đi ăn kem ở đó, ngon tuyệt. Một bác khác cười nói. Bố tôi chăm chú lái xe nhưng vẫn xen vào câu chuyện. Con cứ yên tâm, bố sẽ đưa con đi ăn kem Tràng Tiền. Hà Nội không chỉ có kem ngon mà còn rất nhiều điều thú vị khác. Không khí trên xe lúc bấy giờ thật náo nhiệt. Mọi người kể cho tôi nghe về Hà Nội, về những danh lam thắng cảnh, về những món ăn ngon và đặc biệt là kem Tràng Tiền. Câu chuyện của mọi người làm tôi càng thêm háo hức. Cầu được ước thấy, sau đó một lúc đã thấy bố cho xe dừng lại. Mọi người xuống ngắm cảnh Hồ Hoàn Kiếm và đi ăn kem. Phố Tràng Tiền ngay gần đó, chỉ đi bộ vài bước chân là tới. Cả dãy dài người đứng xếp hàng ở trước số nhà 35. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cửa hàng kem màu dịch. Nó rất quy củ, đẹp đẽ, khác xa cái thùng gỗ của mấy bác bán kem dạo ở quê tôi. Bố mua cho tôi kem đậu xanh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ăn một que kem ngon đến vậy. Khẽ chạm vào đã lành tê, vị ngọt thơm, mềm mại, ngây ngây tăng ra trên đầu lưỡi, tưởng chừng như có cả hương đồng bại thấm dần vào vị giác. Bố nhìn tôi cười, nếu vẫn còn thèm bố mua cho thêm một chiếc có vị khác nữa nhé, ăn cho biết, bỏ công đi Hà Nội. Tôi lắc đầu, thôi bố à, nhưng giá kệ mà nó không chảy thì mua đem về cho mẹ và mấy đứa ở nhà. Bố lại cười, về đến nhà thì có mà thành cháo kem con à. Sau đó vài năm, bố tôi đột ngột đi xa trong một tai nạn giao thông. Lần tham quan Hà Nội và ăn kem đó là lần đầu và cũng là duy nhất tôi đi cùng với bố. Có lẽ vì thế mà món kem Tràng Tiền đã trở thành một kỷ niệm đầy thương nhớ trong tôi. Giờ đây, dù đã trưởng thành và chuyển đến sống tại Sơn La, nhưng kỷ niệm về bố và lần ăn kem Tràng Tiền đó vẫn luôn ở trong lòng tôi. Mỗi lần đi qua quầy kem Tràng Tiền tại Sơn La, tôi lại không thể cưỡng lại việc mua một cây kem. Và mỗi lần cầm trên tay cây kem Tràng Tiền mát lạnh, như đưa tôi trở lại những ngày đông bên Hồ Gươm với những ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào năm đó. Và hiện nay quý vị và các bạn có thể thưởng thức kem Tràng Tiền tại Sơn La rồi. Hãy qua số điện thoại hotline 0325 192 668 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện đẹp với kem Tràng Tiền. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo của kem Tràng Tiền kể chuyện.